Rồi, xin kính chào mọi người ha. Thì cái video lần này á, là mình sẽ nói cách để mà các bạn nối từ cái sao cát sang cái laptop hoặc là PC ha. Thì cái việc đầu tiên đó là mình cần phải có một cái hub. Cái hub là cái gì? Đây. Đây là cái hub. À, thì cái hub này á, là dùng để chia ra cổng. Thì các bạn dùng những cái loại hub như sau ha. Đầu tiên là hub của Vincent. Mình sẽ để cái tên ở trên cái video. Hai là cái hub của Odinco. Ba là cái hub của Ukraine. Thì những cái hub này á, thì theo mình thấy thì xài khá ok, nhưng mà có một trong ba loại đắt nhất đó là của Ukraine. Rồi còn hai cái còn lại là của Vincent và của Odinco, thì các bạn có thể dùng với cái mức giá dao động từ khoảng từ 150 cho tới 300 là xài được rồi ha. Nó còn 4 cổng ha. Rồi cái thứ hai nữa là sẽ tới phần cái dây. Dây thì là ở trong cái socket mình nó có một cái sợi dây cáp từ Type-C ra USB. Thì cái việc đầu tiên các bạn sẽ cắm như USB của socket nó vào đấy trước ha. Các bạn có thể là giấu đằng sau luôn. Rồi để mình đưa cái cam đây cho bạn coi cho nó dễ. Đây. Thì cái dây Type-C còn lại sẽ cắm vào đâu? Và cắm vào đây nè. Giở này lên. Đó, dạ. Rồi ha. Khi cắm vào thì sẽ lên một cái đèn đỏ. Còn ở đây là đèn xanh ha. Nhưng mà tại sao nó được đèn xanh? Lát hồi mình chỉ sau. Rồi. Khi kết nối được sau các cái máy tính, mình sẽ chuẩn bị thêm một số dụng cụ để mà cho công việc mình thu âm. Rồi. Cái đầu tiên, cái thứ hai mình không thể thiếu đó là dây. À. Dây thì gồm có là dây micro hoặc là dây cho cái gì ta? Cái nhạc cụ guitar hay là đàn keyboard gì đó. Rồi. Thì đầu tiên trước khi cắm đàn thì mình sẽ cắm ra loa trước. Nhưng mà trước khi ra loa, mình nói với một số bạn luôn nha, trường hợp nếu các bạn không có loa như mình ở đây, loa này được gọi là loa studio hay còn gọi là loa kiểm âm. Mọi người hỏi, ủa sao kiểm âm sao nhìn nó nhỏ xíu người ta? Thực sự mình nói các bạn luôn, những cái dòng loa kiểm âm có loại rất là to. Nó to, cái thùng nó to đúng luôn. Nhưng mà cái màng loa của nó vẫn không to bằng những cái loại màng loa của các bạn thấy ở trên sân khấu á. Thường thường mấy cái loa nó là sát nó bự thì thường thường cái loa nó cũng bự theo. Nhưng mà thường những cái con loa studio, loa kiểm âm đa số đều to và cái thùng thôi. Còn cái màng loa thì họ sẽ thiết kế cho nó đúng với tiêu chuẩn để là làm loa phòng thu. Bởi vì những con loa đó chỉ dùng cho mục đích đó là kiểm âm thôi. Ngoài ra nó không có công suất lớn được như những cái dòng loa mà các bạn thấy ở trên sân khấu được. Tại vì cái loa đó là loa phải gọi là công suất cực lớn để khi các bạn nghe ở ngoài trời nó mới rõ. Còn những cái con loa này mà các bạn đem ra ngoài trời này mà nói các bạn nghe không có đã đâu. Nó không có phê. Thì những con loa này mục đích sử dụng đó là để kiểm âm, kiểm tra âm thanh đầu vào và đầu ra. Xong rồi các bạn mới đem những cái bản nhạc đó lên trên cái con loa to được. Thì đương nhiên là nó sẽ không quá to. Các bạn có thể tìm ở trên Google những con loa kiểm âm mặc dù sát to đấy, nhưng mà cái màng loa các bạn nhìn thấy không, vẫn không to bằng được những con loa mà ở ngoài như loa kéo vậy không? Nhưng mà đã nói rồi, loa kiểm âm chỉ để tạo ra những âm thanh có cái độ chi tiết cao, phân giải tốt rồi tách bạch rõ ràng thì được gọi là loa kiểm âm rồi ha. Nếu trường hợp các bạn chưa thể đầu tư được loa kiểm âm thì các bạn có thể là dùng tai nghe cho mình cũng được. Đây, ở đây mình có hai con tai nghe ha. Thì tai nghe này cũng được gọi là tai nghe kiểm âm luôn. Tai nghe kiểm âm thì đa số là giá của nó dao động từ khoảng 800 ngàn cho tới vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu cũng có. Nhưng mà mình khuyên các bạn là dùng tai nghe kiểm âm thì nên dùng những cái loại mà có thương hiệu và có tiếng, chứ đừng có mua những tai nghe mà kêu chứ sồi ô tai nghe thấy tai nghe của tao bằng mấy chục triệu mấy trăm triệu ngon không, các bạn có tận dụng hết được những cái tai nghe đó không? Cái vấn đề các bạn mua, nhưng mà mua phải tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng. Nếu mà tốt thì nên mua tai nghe đó, mình không bàn cãi. Nhưng mà mới bước vào tập tành thu hoặc là những cái người mà chơi bán chuyên hoặc chuyên thì đa số tai nghe của họ cũng không quá đắt, mà là gọi là có thương hiệu nhưng mà giá cả của nó là vừa phải mà. Thì hai con tai nghe này là một cái là mình nghe với một cái là cái của cái người hát ha, mà thu ok rồi là gọi là một cái gì gọi là cho mình cái đầu ra nghe. Tính cái trường hợp là không có loa kiểm âm thì nên dùng tai nghe trước ha, tại vì đa số là cái con loa sẽ mắc hơn tai nghe. Tại vì loa kiểm âm thì cái giá nó dao động là từ 3,5 triệu trở lên một cặp nha, một cặp. Tại vì cái loa là đa số là họ sẽ bán rời, nếu như các bạn mua cao tầm cỡ 4-5 triệu là đã có một cái rồi, tức là những dòng loa kiểm âm mắc hơn thì họ sẽ bán chiếc chứ họ không bán cặp, tức là hai thùng luôn. Còn cái này là một cặp của nó nằm trong thùng. Rồi mình phân tích rõ cho những người nào họ chưa hiểu và chưa biết, còn ai biết và hiểu thì có thể xin bỏ qua cái video này ha. Rồi xong về tai nghe và loa. Rồi về cái nhắc cắm như sau. Ai có MIDI controller thì mình sẽ cắm vào cái jack in out này. Rồi
Mình sẽ không chỉ về các cắm của cái MIDI, mình cắm về cái chỗ này nè, cái L và cái R đây. Cái này là cái ngõ ra của cái, của cái gì, của cái loa. Thì nếu không có loa thì bạn không cắm, còn nếu có loa thì bạn nên chuẩn bị cho mình một cặp dây hai đầu đều 6 ly, hay còn gọi là TRS ha. Thì cũng mình đã nói rồi, đã mua thì mua dây Mỹ luôn cho tốt luôn đây ha. Nào, dây của mình cũng là dây mình gì đó, nó khử được cái noise nè, rồi cable là made in USA nè. Cái cam mình nó hơi mờ mờ, nhìn nó hơi khó tí nha anh chị, vô đó ha, USA luôn đó. Đã mua là mua dây tốt luôn, rồi dắt tốt luôn nha. Rồi còn cái cuối cùng sẽ là dắt cắm tai nghe. Thì tai nghe thì sẽ tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn ha. Tai nghe đa số nếu mà cắm vào sâu cát thì đều là dắt 6 ly hết, tức là nó sẽ có một dắt chuyển. Thường tai nghe là nó có hai loại, một cái dắt làm 3 ly này các bạn hay nghe bằng điện thoại á, rồi xong nó họ sẽ kèm tặng cho các bạn một cái dắt chuyển từ 3 ra 6. Nhưng có một số tai nghe thì đa số là họ sẽ ghim luôn là cái thằng đó là dắt 6 ly luôn. Tại vì họ chỉ chuyên để cắm cho vào cái phòng thu chứ họ không cho cắm vào điện thoại. Thì cái mình mua hai cái đều sẽ là bằng 3 ly hết. Đây nè, 3 ly hết nhưng mà đều có dắt tặng kèm 6 ly hết cho các bạn ha. Rồi, nhưng mà các bạn thấy cái hộp gì không? Cái hộp này là cái hộp để chia tai nghe ra. Thế có nghĩa là cái hộp này các bạn dùng bộ nguồn rời 12V để khuất đại cái âm thanh mình lên ha. Tại vì đa số sau các bạn mà dùng một cái đầu chuyển, được cái đầu chuyển mà dạng mà chia nhỏ cổng mà cái loại mà 3 ly á, thì các bạn nếu mà dùng cái loại đó nó sẽ bị suy hao âm thanh rất là nhiều. Thì nếu các bạn tính trường hợp là nghe một mình thì khỏi cần mua cái đó. Còn nếu nghe hai mình thì nên sắm một cái bộ chia như mình đây. Tại vì nó xài cái nguồn rời các bạn, nguồn 12V. Để làm sao? Nó là một cái dạng ampli cho headphone, nó sẽ tăng cường công suất nhưng mà vẫn đảm bảo được cái độ chi tiết của âm thanh. Cái bộ này cũng không đắt lắm. Cái bộ này là rẻ nhất trong các bộ này, 800.000 của Behringer Đức luôn. Đấy, nó có 4 tai nghe ha. 1 2 3 4. Là cái này đầu vào rồi. Cái này hơi phức tạp, mình khuyên các bạn là sẽ có một cái video sau để mình chỉ nó sẽ dễ hơn. Cái việc nữa là các bạn nhớ là cắm bằng cái headphone là cắm thẳng vào trong này luôn, không cắm đâu hết nha. Rồi, đó là về phần dây đầu ra. Rồi, cái cuối cùng đó là dành cho cái micro của mình ha. Rồi, nhạc cụ thì riêng về guitar các bạn quá là rành rồi nên mình không nhắc tới nhiều ha. Rồi, về cái micro, các bạn cũng chuẩn bị cho mình một sợi dây tương đối dài chút xíu. Nếu mà trung bình dài lắm thì tối đa nha, tối đa khoảng từ 5m cỡ đó hoặc hơn xíu, nhưng mà đã xài dây dài thì các bạn nên xài dây tốt tí. Đây, cái dây của mình cũng là dây mà design USA luôn ha. Rồi, cũng nó sẽ có một lớp bạc chống nhiễu ở bên trong để các bạn có thể là khi mà trong quá trình thu á, nó có cái độ nhiễu, độ xì, độ ồn trong đó, thì chính cái lớp bạc đó nó sẽ khử cho mình. Thì cái dây này mình mua là khoảng chừng 5m là 300 mấy nè, không nhớ, nói chung là trên 300 đó. Rồi, về micro thu âm thì mình cũng khuyên các bạn luôn là mua những cái thương hiệu mà nó có tiếng như là Audio Technica ha, AKG đó. Những dòng mi có tiếng trên thị trường với giá cả phù hợp cho những người mới bắt đầu đó. Thì mấy dòng mic mà mình vừa kể là các dòng mic chuyên thu âm. Ngoài ra còn nhiều lắm, tại vì thu á thì mình nên dùng cái mic gọi là condenser. Mình sẽ ghi cái tên ở trên cái video luôn, condenser. Rồi, còn cái mic mà họ ghi là chữ dynamic thì cái mic đó không dùng để thu. Cái dynamic đó là họ dùng để gọi là dùng trong các cái sự kiện, đám tiệc, đám cưới, những cái hội nghị lớn họ dùng. Còn nói về thu thì tất nhiên là phải dùng cái con mic chi tiết rõ ràng. Thì đây, mẫu AKG P120 là mẫu condenser thu âm quốc dân. Quốc dân tức là chỗ nào cũng xài hết, không riêng mình xài đâu, các phòng thu khác đều xài. Rồi dân livestream, dân podcast đều xài con này hết. Con này nếu các bạn muốn mua thì mình sẽ để cái link ở dưới cho nha. Mình để dưới mình tham khảo luôn. Cái giá dao động từ khoảng 2.6 tới 2.8. Rồi. Rồi các bạn thấy cái cục bên ngoài không? Cái này là cái màng lọc. Tại vì mình tính xài cái màng lọc kia cả. Nhưng mà xui quá nó bị gãy rồi, tại vì cái màng lọc nó có mấy chục ngàn các bạn. Cái này mình mua tới 100.000 một cái này nè. Nó sẽ gồm ba cái lưới sắt nè. Rồi một lớp vải nè, với lại một cái lớp bông. Đó, nhưng mà cái khoảng cách của nó rất là xa nha các bạn, nó sẽ không có bị đó, nó không có bị dính vào trong mic nè, thấy không? Nó có khoảng cách nhất định luôn. Cực kỳ là gọn gàng. Rồi. Mic còn thiếu gì nữa không ta? Mic rồi, dây rồi, dắt cắm rồi. Như vậy là đã hoàn thành cơ bản về bộ thu âm, về mic. Rồi, còn nhạc cụ guitar thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình cái dây y chang như dây này. Dây 6 ly này.
À, là một đầu là cũng 6 ly, đầu kia cũng 6 ly luôn. Các bạn cắm một đầu vô cái sáu cách, một đầu kia là vô guitar. Các bạn kiếm cái guitar nào mà có cái giác cắm đó nha. Chứ còn không có là mình chịu á. Rồi. À, mình đã xong được cái video thứ hai và cái video thứ ba mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để nối vào máy tính. À, nối là nối để mình nhận thiết bị ha, rồi để thu luôn. Rồi.